Chào các em. Thì hôm nay anh sẽ tiếp tục mở luôn hai cái dòng số 4 và dòng số 1 của cái con Nado 5, mà cái mẫu mà con rồng rồng lửa ha, gọi là liệt phá viêm long. Liệt phá viêm long đó, rồng đỏ mà lửa đó, bão lửa, có thể gọi là rồng đỏ bão lửa ha. Thì hôm nay anh sẽ mở cái dòng cao nhất hiện giờ, dòng số 4 và dòng số 1. Cái hộp bên trái các em đây, hộp to này là dòng số 4. Và bên phải đây là cái dòng số 1. Thì cái dòng số 4 này, cái hộp nó sẽ như thế này các em ha. Ta sẽ có một phần mặt bằng bằng nhựa trong suốt ha, để ta thấy cái tay cầm. Cái tay cầm này nó sẽ khác với một chút so với tay cầm của cái dòng 3. Ở đây chúng ta vẫn có cái biểu tượng, cái chữ của biểu tượng chữ V là số 5 ha, Nado 5. Trên hộp đây cũng vẫn là nhìn cái nhân vật sử dụng cái con quay này. Này là lên cấp 4, logo của Audi. Một số cái phụ kiện đi kèm. Bên này thì cũng không có gì đặc biệt ha, chỉ cũng chỉ là những cái cấu tạo thôi, giống như những cái hộp khác. Ở dưới đây chúng ta sẽ có cái mã đấy ha, 634 cho Naro 5, 402. 4 là dòng số 4, 02 là mẫu số 2 ha. Mẫu số 2 của dòng số 4. Ok, bây giờ anh sẽ mở hộp luôn. Cái dòng số 1 này anh sẽ mở sau ha. Chúng ta sẽ có quay camera xuống ha. Không, cái hộp là ta sẽ có một cái hướng dẫn sử dụng đấy ha, dĩ nhiên là bằng tiếng Hoa ha. Hiện tại cái này chưa có bán ra ngoài thị trường nữa ha, thị trường quốc tế đâu ha, cái này chỉ có hàng xách tay thôi. Thì chúng ta sẽ có một cái tay cầm, một cái con quay, một cái nắp chín thành hoặc là nắm lưng vật, hai cái vòng quay bổ sung, vòng và một đế quay bổ sung, và một cái vòng chiến đấu bằng kim loại, một cái dụng cụ tháo lắp. Sau khi lấy ra thì chúng ta sẽ có tất cả những cái những thứ trong cái hộp đồ chơi của chúng ta đây ha. Thì đây là cái con quay chính của ta ha. Thì con quay này màu đỏ, anh cảm giác là nó sẽ giống y hệt những cái con dòng ba em thường thấy đây, có thể là giống. Nên anh sẽ lấy cái con dòng ba ra để anh so sánh ha. Ta có thêm một cái nắp chiến đấu bằng kim loại ha, nắp chiến đấu bằng nhựa, một cái đế quay. Như là chúng ta sẽ có một bộ một cái nắp chín thành trang như ấy. Một cái dụng cụ tháo lắp, một cái tay cầm. Cái cầm này nó sẽ hơi khác cái tay cầm con dòng 3 ha. Các em sẽ thấy là nó sẽ có một cái tay cầm tay như thế này ha, hiện như ha, giống như cái nòng súng á. Một cái dây kéo kết hợp ở trong tay cầm ha. Thì ở trên cái cầm thì chúng ta vẫn thấy cái chữ ha, Audi, cái logo và Audi ha, logo Audi và chữ Audi đây, chứng tỏ đây là hàng chính hãng ha. Bây giờ thì anh sẽ lấy con dòng 3 mà anh mở hộp hôm trước ha, nó bên tay phải này, tay anh đang cầm là con dòng 3. Con dòng 4 này là con anh mới mở ra. Thì các em thấy theo anh thấy là nó y hệt nhau, y hệt nhau. Cái dòng 4 này cái đế nó thực ra cũng y chang nhau, không có gì khác nhau cả, chỉ có cái tay cầm ha. Tay cầm con dòng 4 đây, ở đây là tay cầm con dòng 3. Dòng 4 sẽ có cái cầm này và sẽ có một cái nút này để tác dụng làm gì lát nữa chúng ta sẽ thử ha. Thì dòng 3 tên tay phải màu 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 đỏ ha, màu xanh là của dòng 4.
Cái tay cầm này thì có gì khác biệt so với dòng 3 thì về cơ bản thì nó vẫn giống thôi, nó cũng là một cái 500 để nó hút cái đầu của con dòng 4 như thế này ha. Chúng ta cũng có tay cầm kết hợp đây ha. Nút bấm này thì cũng chỉ là để hai cái nút bấm này giống thì nó cũng để là nó giải phóng cái con quay ra ha. Nhưng nó lại có thêm một cái nút này để làm gì? Thì đây anh sẽ thử ha. Thì cái nút này để chúng ta xoay ha, để chúng ta xoay cái tay cầm ha. Khi anh bấm cái nút, khi anh cầm này đấy ha, anh sẽ gạt cái nút này ha, thì nó sẽ xoay lên ha, anh thấy không? Khi chúng ta muốn trở lại hướng cũ thì chúng ta cầm, chúng ta xoay lại. Thì tác dụng của nó thì có lẽ là chỉ để khi mà chúng ta lúc này chúng ta sẽ không cần phải xoay ha, như chúng ta sử dụng cái chiến thuật đấy, ta có nút bấm bấm là chúng ta xoay để ta sử dụng cái đầu đầu trên của con quay chứ không phải dùng cái đầu dưới ha. Hiện tại thì anh chỉ nghĩ đến một cái lý do của cái của để sử dụng cái nút này như vậy thôi. Thì không biết trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ xem Audi có ra một số cái mẫu mới hay là những cái hướng dẫn khác nào để sử dụng cái này hay không. Thì con dòng 4 này nó sẽ có một số cái vòng chiến đấu bổ sung dự trữ á. Thì anh sẽ tiến hành tháo lắp luôn ha. Chúng ta có một cái dụng cụ tháo lắp. Chúng ta thử với cái bộ cái dự trữ như này. Hiện tại thì nói thật các em là anh vẫn không 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 tìm cách kết hợp mà thành con quay kép được hai vòng chiến đấu được, mà chỉ có một cái vòng chiến đấu nhựa, một chiến đấu kim loại được. Anh vẫn chưa nghĩ được cái cách kết hợp, cũng chưa chưa thấy một cái hướng dẫn nào của Audi ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái vòng chiến đấu bổ sung này của vài cái đế quay bổ sung này ha. Cái đế quay bổ sung này thì cái đầu nó sẽ là nhọn các em thấy không? Nhọn nên nó khả năng nó sẽ là phòng thủ hoặc là bền bỉ. Anh sẽ mở cái đầu này. Cái này thì anh đã hướng dẫn những video trước rồi các em ấy ha. Rồi anh mở ra, ta lấy cái này ra. Thì cái bộ cũ chúng ta sẽ để qua một bên, chúng ta sẽ lắp cái bộ mới vào. Mới thì chúng ta cũng lắp từ trên xuống này ha, con này. Rồi ta sẽ có vòng chiến đấu như thế này ha. Chiến đấu này thì những cái màu vàng này nó chỉ cách điệu thôi, nó không phải là cái lưỡi dao như cái lưỡi dao mà có thể xoay giống như cái nhô ra xoay giống như cái của con của con gốc. Một bộ gốc rồi, đây mình sẽ lắp này lại. Nói chung thì tới cái dòng 5 này thì lắp ráp thì nó lại trở nên đơn giản hơn so với cái dòng Nado 3. Gắn lại thì chúng ta có một con quay mới ha, hoàn toàn là mới, với một cái vòng chiến đấu màu vàng, một cái vòng chiến đấu phụ ở dưới là màu đỏ ha, và một cái đế quay bằng màu trong suốt ha. Rồi bây giờ anh sẽ thử với cái qua này luôn. Thì để cái đế này nó anh thấy nó nhọn ha, để kiểm chứng xem nó có phải là loại bền bỉ hay không. Cái đế màu đỏ gốc của nó là loại tấn công, nó sẽ di chuyển rất linh hoạt. Thì đúng là cái này là dạng bền bỉ rồi các em ha. Tiếp theo thì anh sẽ mở hộp cái con cái mẫu liệt phá viêm long này nhưng mà dòng số 1 luôn ha các em ha. Số 1 này thì dòng số 1 này nó sẽ là màu đỏ các em, là bằng nhựa các em ha. Chúng ta sẽ có đây tất cả những hộp, chúng ta sẽ có một cái hướng dẫn sử dụng các em ha. Một cái dây kéo ha, dây kéo này hai mặt đều sử dụng được ha, dây kéo. Nhưng mà cái này nó hoàn toàn khác với Nano 3 và cái con dòng 2 các em ha. Một cái
cái tay gọi là cái đầu để kéo con quay ha. À, đây là những cái bộ phận của con quay, rồi chúng ta sẽ lắp ráp đây. À, tất cả những bộ phận của cái dòng số 1 chúng ta đã có đây. Cái dụng cụ tháo lắp này nó sẽ khác ha, cái này nó có vẻ giống như là cái dòng dòng 3 ha, nhưng mà nó chỉ có hai đầu thôi. Một đầu 4 chấu, một đầu 2 chấu. Và ở trên đây nó cũng sẽ có chữ Audi. Em sẽ thấy chữ Audi ha. À, cái vòng chiến đấu, cái vòng này bằng nhựa nhựa mềm nha các em ha. À, nó không phải là nhựa cứng đâu, nó hơi mềm, nó có độ độ dẻo đó. À, cái thân, cái nắp này chúng ta sẽ có hình, vẫn có hình cái con rồng. Và như những cái dòng hàng khác, này cái đế quay, đế cũng dạng bằng, tam giác bằng. À, wow, bây giờ anh sẽ hướng dẫn các em cách lắp ráp. À, cái này, đây là cái đầu đầu kéo của con quay, thì trên đây các em cũng vẫn sẽ thấy cái logo của Audi ha. Ở đây dây kéo em sẽ thấy cái răng cưa nó sẽ khác cái dòng 3 ha. Giờ anh sẽ hướng dẫn các em cái cách lắp cái này ha. Này là cái nhựa mềm ha, tất cả đây bằng nhựa, cái này dòng số 1, dòng thấp nhất nó bằng nhựa hết các em ha. Thì chúng ta sẽ dùng cái đồng màu vàng này ha, cái thanh màu vàng này gắn vào chỗ cái vòng chiến đấu màu đỏ này ha, đánh từ dưới lên ha. Rồi đấy vào cái đế quay ta sẽ gắn vào, ta hơi bóp vào một chút ha, bóp vào một chút. Rồi rồi xoay chút ha, xoay cho nó vào khớp ha, xoay khi mà thấy nó không còn hở nữa là nó đã vào rồi em ha, nó không còn hở nữa nè. Cho nên ta lắp cái nắp màu trắng vào, màu trắng ha, cái mặt này là mặt trên ha. Rồi ta có một cái nắp nắp chín thành ha, cũng được, chín thành hay linh vật cũng được. Rồi chúng ta vặn theo chiều kim đồng hồ là nó sẽ vào. Cuối cùng chúng ta đã có một cái con quay dòng số 1 nhựa mềm. Cách mà để chúng ta quay con quay này thì như thế nào thì anh sẽ hướng dẫn luôn. Đây sẽ đầu tiên chúng ta sẽ gắn cái dây này vào cái đầu quay này, gắn chiều nào cũng được, hay nào cũng được luôn. Phải có một đầu, à ở đây nó có một đầu in các em ha. Đầu in là chúng ta phải đưa vào cái đầu này ha, chắc chắn là phải đưa vào cái đầu này. Em sẽ thấy chữ in đây, ở ngay chỗ này, chữ rất là nhỏ, chữ in ha, thì chúng ta phải đưa vào từ đầu này. Rồi chúng ta sẽ gắn với cái con quay này, thì trên đây chúng ta sẽ thấy hai cái phần lõm ha, lõm màu trắng ở trên này. Em sẽ thấy là lõm màu trắng ha, thì hai cái đầu màu xám đậm hay màu đen này nè, nó phải khớp với cái màu hai cái đế màu trắng này. Rồi khi nghe mà tiếng khớp đánh như vậy rồi thì chúng ta đã hoàn thành, thì chúng ta chỉ cần đây thì nó quay thôi, nó chỉ là con quay bằng bằng nhựa mà ha. Đó, thì nó đây là một cách ha, còn một cách thứ hai để lắp ráp. À, cách lắp ráp thứ hai thì chúng ta sẽ trước tiên chúng ta mở cái nắp này ra, thì chúng ta dùng cái bốn chấu này ha, chúng ta gắn mở lên trên cái nắp chính thành này, chúng ta quay ngược chiều kim đồng hồ để lấy ra thôi. À, để mở cái đế quay này thì chúng ta dùng cái chấu hai đầu này ha, chúng ta sẽ có đây nó sẽ có hai cái khớp ha. Đây chúng ta sẽ bỏ vào và chúng ta sẽ xoay ngược chiều kim đồng hồ, chúng ta sẽ lấy ra được cái nắp. Rồi cái phần này thì chúng ta sẽ kéo ra ha. Rồi cái cách lắp thứ hai là chúng ta sẽ lắp từ dưới lên, đây dưới lên. À, cái phần lõm cái này nó sẽ vào cái phần lõm của cái đế quay của cái vòng chiến đấu nhé. À, chúng ta vẫn lắp như cũ thôi. Rồi, bỏ đây vào. Rồi, kín rồi. Đây chúng ta cũng nắp lại.
Bạn lấy cái nắp chín thành lại. Thì đây là một cái kiểu thứ hai. Con quay chúng ta nó nhìn nó sẽ thấp hơn cái kiểu một. Vậy thì anh đã sẽ tập hợp, anh đã tập hợp cho các em xem là bốn cái mẫu thuộc bốn dòng của con quay Nano phần 5 ha. Dòng 1 ha. Dòng 2 với cái nắp hình linh vật hay chín thành ở trên này ha. Đế quay thì không có cái vũ khí hỗ trợ bổ sung ha. Dòng 3 với cái nắp có 500 để đi kèm với cái tay cầm đây cầm mới ha. Dòng 4 thực chất là nó giống cái con quay cơ bản, nó giống hệt dòng 3, nó có thêm mấy cái vòng chiến đấu bổ sung. Thì anh đã lắp cái thời dòng chiến đấu bổ sung cho cái con dòng 4 này để nó phân biệt hẳn với lại con dòng 3 này ha. Và nó có cái tay cầm mới, hơi 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 mới so với cái con dòng 3 thôi. Tại nó có thêm cái nút bấm này để chúng ta xoay ha, ta xoay. Về cơ bản thì nó cũng về cơ bản là nó giống con 3. Nó chỉ thêm những cái bổ sung, những phụ kiện bổ sung và cái tay cầm nó sẽ hơi khác một chút. Thì cái bài mở hộp cái con Quenado dòng 4 và dòng 1 ở cái mẫu con liệt phá viêm long hay là rồng rồng đỏ bạo lửa đấy, rồng đỏ lửa đấy của anh đã hoàn thành. Và nhận xét thì dòng 1 thì bằng nhựa thì chúng ta không nói rồi, giống như để chúng ta làm quen với lại con quay Nado 5 thôi. Nó cơ bản chơi thì nó giống Nado Nado 3, chỉ có cái tay cầm mà cái dây kéo nó hơi 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 khác một chút thôi. Con dòng 4 thì nó chơi thì nó cũng không khác biệt nhiều, nó cũng không khác dòng 3, nó cũng y hệt, chỉ có cái tay cầm là nó sẽ khác một chút thôi. Nó có thêm những cái phụ kiện bổ sung, vòng chiến đấu bổ sung. Cái bài mở hộp con quay Nado cái mẫu liệt phá viêm long dòng số 4 và số 1 của anh đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả các em, hẹn gặp lại các em trong những video lần sau.